Nhà nước Việt Nam chưa bao giờ ngăn cản sự tự do tôn giáo. Đất nước ta có rất nhiều người theo các đạo khác nhau. Sau nhiều năm, số tôn giáo được công nhận ở nước ta ngày một tăng lên. Có thống kê cho thấy, năm 2003 cả nước có 6 tôn giáo, 15 tổ chức với 17 triệu tín đồ, khoảng 20.000 cơ sở thờ tự, 30.000 chức sắc, 78.000 chức việc. Đến năm 2022, nhà nước ta đã công nhận 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo khác nhau với khoảng 27 triệu tín đồ, trên 53.000 chức sắc, khoảng 135.000 chức việc, trên 29.000 cơ sở thờ tự. Tuy nhiên, không ít thế lực có âm mưu thù địch dựng nên những giáo phái trái phép. Đây không phải tình trạng của chỉ Việt Nam, mà là nỗi nguy hiểm chung của toàn thế giới. Vì sao lại nguy hiểm ư? Bởi ẩn sâu trong những giáo phái đó, bạn không thể biết được những tội ác chúng đang thực hiện, lợi dụng vào những lời lẽ nhồi sọ các con trên. Nếu vẫn không tin, hãy cùng chúng tôi xem đoạn phim sau đây. Vâng, thứ kinh khủng mà bạn vừa xem chính là trích đoạn trong loạt phim tài liệu của Netflix về 4 giáo phái dị giáo tại Hàn Quốc, lên top trending thế giới của nền tảng này. Chắc hẳn, xem đến đây nhiều bạn sẽ không tưởng tượng được tà giáo lại đáng sợ đến thế phải không? Sự xuất hiện dày đặc của các tổ chức dị giáo trên thế giới gây nguy hiểm cho tính mạng của nhân loại, ảnh hưởng đến sự phát triển của con người và hàng trăm nguy hiểm rình rập khác. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu xem tà đạo có thể khiến người ta chết dần chết mòn như thế nào nhé? Trước hết, cần hiểu tà đạo hay dị giáo là như thế nào. Dị giáo hay tà đạo là bất kỳ niềm tin hoặc giả thuyết nào đi ngược lại với các tín ngưỡng hoặc phong tục đã được quy định, đặc biệt là các tín ngưỡng của nhà thờ hoặc tổ chức tôn giáo. Thuật ngữ này thường được sử dụng để miêu tả sự vi phạm các giáo lý quan trọng của tôn giáo, nhưng cũng được sử dụng cho các quan điểm phản đối mạnh mẽ bất kỳ ý tưởng nào thường được chấp nhận. Một người ủng hộ tà giáo được gọi là kẻ dị giáo. Dị giáo không phải là một hiện tượng mới trong lịch sử nhân loại. Từ khi có các tôn giáo lớn, đã có những người không tuân theo các quy chuẩn hay giáo lý do nhà thờ hoặc tổ chức tôn giáo đặt ra mà tự lập ra những niềm tin hoặc giả thuyết riêng của mình. Những người này thường bị coi là kẻ dị giáo và phải đối mặt với sự trừng phạt, khinh bỉ, bách hại hay tẩy chay từ phía cộng đồng chính thống. Trong lịch sử Kitô giáo có rất nhiều phong trào dị giáo đã xuất hiện và bị nhà thờ Công giáo La Mã lên án. Một số ví dụ nổi tiếng là Arianism, phủ nhận tính thần thánh của Chúa Giêsu; Gnostic tin rằng có một tri thức bí mật để cứu rỗi; Catharist phân biệt hai thế giới vật chất và linh hồn; Protestantist phản đối quyền uy của giáo hoàng và một số giáo lý Công giáo. Những kẻ dị giáo này thường bị xem là nguy hiểm cho sự thống nhất và sự lan tỏa của Kitô giáo và bị truy bắt, xét xử, tra tấn hay thiêu sống bởi các cuộc thập tự trinh hay sứ mạng giám mục. Trong lịch sử Hồi giáo cũng có nhiều phái dị giáo đã ra đời và gây tranh cãi. Những phái dị giáo này thường bị coi là sai lệch hay xuyên tạc Hồi giáo và bị trục xuất, hạn chế, bắt bớ hay ám sát bởi các nhóm Hồi giáo chủ đạo. Dị giáo hiển nhiên gây ra sự chia rẽ, xung đột hay bạo lực trong cộng đồng tôn giáo và làm mất đi sự hòa hợp hay đoàn kết. Thậm chí nó còn là hang ổ để những tên nhân danh thánh thần thực hiện những hành vi phạm tội, đe dọa tính mạng con người, tẩy não họ, làm họ rời xa gia đình của mình. Dị giáo rõ ràng cực kỳ nguy hiểm và điều nguy hiểm nhất chính là những người đi theo tà đạo rất khó để rời khỏi bóng tối dị giáo này. Ở Việt Nam dễ thấy nhất về một tổ chức tà đạo được nhà nước cấm đoán hàng năm, đó là Hội Thánh Đức Chúa Trời. Hội Thánh Đức Chúa Trời là một tổ chức dị giáo dựa trên đạo Tin Lành do An Sang Hồng sáng lập tại Hàn Quốc vào năm 1964. Tổ chức này tin rằng Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã hiện thân vào An Sang Hồng, Đức Chúa Trời Cha và Giang Ginja, Đức Chúa Trời Mẹ. Tổ chức này cũng có những giáo lý và phong tục khác biệt với các tổ chức Tin Lành khác như không sử dụng cây thánh giá, tượng Chúa, nữ trùm khăn ren trắng, không tổ chức lễ Giáng sinh, tin vào ngày tận thế, hàng tuần có lễ Sa-bát. Hội Thánh Đức Chúa Trời đã bị nhiều tôn giáo khác coi là tà đạo vì nó vi phạm các giáo lý cơ bản của Kinh Thánh như sự thần thánh của Chúa Giê-xu, sự cứu rỗi bởi ân điển, sự trung thành với lời Chúa. Ngoài ra, Hội Thánh Đức Chúa Trời cũng bị chỉ trích vì có những hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, xâm hại tình dục, tẩy não các tín đồ. Nhiều người đã bị mất hết lý trí và bỏ bê gia đình, công việc, học tập để theo Hội Thánh Đức Chúa Trời. Video các bạn được xem ở đầu nói về một trong những sự nguy hiểm của các tổ chức dị giáo. Đó là nguy cơ bị xâm hại tình dục bởi những kẻ nhân danh Chúa Trời, kẻ lợi dụng tôn giáo để thực hiện tội ác hiếp dâm hàng nghìn cô gái nổi tiếng trên thế giới. Jeong Seok vẫn đang tiếp tục tự do sau khi ra tù. Jeong Seok tự xưng là đấng cứu thế hoặc Chúa Giê-xu tái sinh. Hắn ta thành lập giáo phái của mình vào năm 1980, trụ sở của phong trào này nằm ở Gwangmyeongdong, Hàn Quốc, và phong trào này đã mở rộng sang Đài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông, Úc và các nước khác. Để tạo ra vỏ bọc vô tội, thần thánh cho loại quan hệ bất chính với các tín đồ nữ, Jeong Myung-seok thao túng tín đồ rằng
họ sẽ có những buổi gặp một một với đấng cứu thế để được ban phước hoặc khám tổng quát vì Jung là một y sĩ toàn tài đã nghiên cứu về cơ thể con người suốt hàng chục năm. Cuối cùng các tín đồ nữ tự nguyện hiến dâng mà không hề biết rằng mình đang bị thao túng. Trong số các nạn nhân là phụ nữ của Jung đã lên tiếng nổi bật nhất là Mapo Yip, một cô gái lớn lên ở Hồng Kông, Trung Quốc và sau này chuyển đến Hàn Quốc. Theo kể lại, Mapo từng là một tín đồ nhiệt thành của Jomon Siok và đã bị người đàn ông này cưỡng đoạt 17 lần trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2021 và sau mỗi lần xong chuyện, Jung đều nói với cô rằng em đã được cứu rỗi. Giáo sư Kim Do-hyun, người đã theo sát Jomon Siok nhiều năm, cho biết rằng gã thậm chí đã gần hoàn thành mục tiêu bệnh hoạn mà hắn đề ra, đó là xâm hại 10.000 phụ nữ. Tà giáo ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người. Ở Việt Nam từng có một thời gian xôn xao về cách sinh con thuận theo tự nhiên từ một nhóm cộng đồng của một ai đó tự xưng là chuyên gia. Sinh con theo tự nhiên chính là bằng cách không cắt dây rốn để cho trẻ và nhau thai vẫn gắn với nhau cho đến khi dây rốn tự rụng sau vài ngày. Đây là một phương pháp không có cơ sở khoa học và có thể gây nguy hiểm cho trẻ, nhưng vẫn có nhiều người tin tưởng vào nó. Nhiều chuyên gia y tế trong và ngoài nước đã cảnh báo về những rủi ro của phương pháp này nhưng không được chú ý. Nhiều người cuồng tín đến nỗi khi gặp bệnh tật thậm chí không nặng, họ không tìm đến bác sĩ mà tìm đến những ông thầy tâm linh, mê tín dị đoan, thực hiện những biện pháp bất bình thường. Cuối cùng có những trường hợp đã bị tử vong bởi bệnh đã tiến triển nặng hơn dự kiến vì không kịp can thiệp y tế. Đây cũng chính là thủ đoạn tẩy não của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Khi khiến con người ta tin vào tận thế và phải làm lễ rửa tội mới được theo Chúa khi tận thế đến. Các tín đồ của tà giáo này gần như sống ly tán khỏi gia đình, thậm chí dừng cả việc thờ tổ tiên chỉ vì tin vào giáo phái này. Nội dung tuyên truyền cực đoan, vô đạo đức, vô nguồn cội, chỉ sống cho riêng mình, từ bỏ gia đình. Nội dung tuyên truyền phi khoa học, không phù hợp với văn minh nhân loại hiện nay, thậm chí mâu thuẫn như có một đấng tiên tri thần học ở nước ngoài về xem và nói về tương lai đúng 100%, hoặc không làm nhưng vẫn có ăn. Vào tà đạo thì quả thật là dễ, bất cứ người nào cũng có thể tham gia. Nhưng để thoát ra khỏi hội nhóm tà đạo này thì không phải ai cũng có đủ niềm tin, quyết tâm và nghị lực. Bởi vậy, người dân cần cảnh giác trước mọi thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của các đối tượng xấu. Nếu muốn tìm sự bình yên trong tâm hồn, hãy tìm đến những lý luận có thực tiễn của các tôn giáo chính thống như Phật giáo hay Thiên Chúa giáo. Phật giáo dạy con người ta cách để giải thoát khổ đau bằng tứ diệu đế và bát chánh đạo. Bát chánh đạo là con đường 8 ngành đưa đến sự giác ngộ. Bát chánh đạo gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng sống, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Còn Thiên Chúa giáo cho rằng Thiên Chúa không để mặc con người trong sự giận dữ và khổ đau mà đã cử con một là Chúa Giêsu Kitô xuống thế gian để chịu chết trên thập giá chuộc tội cho nhân loại. Chúa Giêsu Kitô là biểu tượng của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Để có liều thuốc đặc trị hồi phục lại niềm tin cho những con người đang cuồng tín thì cả xã hội phải chung tay, nhất là ngành giáo dục phải tuyên truyền cho các thế hệ trẻ nhận biết được những giá trị của cuộc sống. Ngành văn hóa giáo dục phải đẩy mạnh tuyên truyền những giá trị văn hóa đặc sắc lành mạnh, tác động tới đông đảo tầng lớp nhân dân, đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực giúp họ thêm yêu cuộc sống. Cần phải xử lý nghiêm những con người tuyên truyền mê tín dị đoan, tuyên truyền sự cuồng tín khiến nhiều người dân bị xoáy vào con đường không lối thoát của những vấn nạn xã hội. Các ngành chức năng cần thay đổi các ứng xử trong xã hội theo chiều hướng tích cực, giúp người dân nhận ra những giá trị cuộc sống, giá trị tinh thần, đủ khả năng đặt niềm tin vào những điều thực tế. Hãy luôn cảnh giác với những đối tượng khả nghi lôi kéo chúng ta vào những hội nhóm, vì đó rất có thể là tà đạo đấy. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Xin chào và sớm hẹn gặp lại trên kênh Bình Luận Việt Anh Quân Discovery nha.